Hồng Phượng kính chào quý vị và các bạn thân mến, bỏ hết mệt mỏi của thành thị, xách ba lô lên và đi du lịch miền Tây, khám phá vẻ đẹp sông nước miệt vườn là một trải nghiệm rất thú vị. Hôm nay, Hồng Phượng xin giới thiệu với quý vị chuyến tham quan Cù Lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Và vì cái chuyến hành trình này hơi dài nên Hồng Phượng sẽ chia ra thành 3 phần để cho các bạn dễ theo dõi. Và hôm nay sẽ là phần thứ nhất, du ngoạn sông Cổ Chiên để đến với vùng đất Trù Phú trên Cù Lao An Bình. Bây giờ xe của đoàn Hồng Phượng đang đi vào bến cảng hành khách Vĩnh Long nha quý vị. Và như vậy là khi vào đây thì chúng ta sẽ xuống cái tàu để đến với Cù Lao An Bình. Nơi đây cũng rất là đẹp nha quý vị. Hồng Phượng nghe nói thì cái bến cảng hành khách Vĩnh Long này, cái khung cảnh là một cái địa điểm check-in rất là lý tưởng và thu hút rất là nhiều khách gần xa. Bến tàu này nằm tọa lạc trên đường Phạm Hùng, quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Vĩnh Long. Và cái bến cảng này chính là cái bến tàu để cho cái tàu du lịch phục vụ du khách. Và nơi đây có một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng và thơ mộng, bởi vì bên cái dòng sông Cổ Chiên rất là đẹp. Và đây cũng là cái điểm nổi tiếng mà thu hút rất đông đảo các bạn trẻ đến đây để check in. Dòng sông Cổ Chiên này là một phần biểu tượng của toàn bộ nét đẹp của xứ sở Vĩnh Long đó quý vị. Và cái dòng sông này là một nhánh lớn của sông Tiền. Nơi đây không chỉ là một điểm tham quan du lịch Vĩnh Long tạo ấn tượng nơi lòng du khách bằng cảnh quan, mà còn bởi cái câu chuyện lịch sử đó quý vị. Và cái tên gọi Cổ Chiên thì dựa trên một số cái thuyết được lưu truyền trong lịch sử cho tới ngày nay. Đó là vào năm 1785, khi bại trận ở Rạch Gầm Xoài Mút, quân lính của Nguyễn Ánh băng theo đường sông chạy xuống phía nam để tẩu thoát. Và không may, tại cái đoạn sông này, quân lính Tây Sơn đã phục kích và tiêu diệt toàn quân. Tất cả trống và chinh của quân lính Nguyễn Ánh đều rơi vãi lại khắp dòng sông. Cái trống có nghĩa là cổ, và chinh nói trại đi là chiên, nên gọi là Cổ Chiên. Và từ đó tên dòng sông được hình thành, đó chính là sông Cổ Chiên. Khi đứng ở trên cái bến tàu này thì bạn sẽ cảm nhận được một cái không khí rất là mát. Và ở đây tán cây xanh và một cái khung cảnh rất là thơ mộng. Và có thể ngắm nhìn những chiếc thuyền lướt trên mặt nước ở đằng kia. Một cái nét đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ. Và bây giờ đoàn sẽ xuống tàu và sẽ đi du ngoạn trên cái dòng sông Cổ Chiên để đến với Cù Lao An Bình nha quý vị. Và cái dòng sông Cổ Chiên này nó không có uốn lượn đâu, mà nó bao quanh cái đất Vĩnh Long như là một cái vòng tay, người ta nói như là một cái vòng tay che chở cho cái vùng đất này. Và khi đi tàu như thế này trên dòng sông Cổ Chiên thì các bạn có thể ngắm những chiếc tàu khác lướt trên mặt nước và cảm nhận được cái khí trời thanh mát rất là thư giãn nha quý vị. Và bạn nào mà thích chụp hình ở mũi tàu thì cũng có thể tranh thủ chụp một vài bức ảnh để làm kỷ niệm, rất là vui.
trên thuyền bạn cũng có thể ngắm những cái làng bè nuôi cá trên sông. Người dân nuôi cá bè trên sông Cổ Chiên trong những cái ngôi nhà nhỏ nhỏ đó quý vị, thì nó nhấp nhô trên sóng nhìn cũng khá là thú vị. Theo Hồng Phượng được biết thì cái bè nuôi cá được làm rất là đa dạng và làm bằng lưới ni lông hoặc là lưới kẽm, và sợi lưới được cột vào cái khung tre gỗ hoặc sắt kết hợp với thùng phi để cho nhà bè nổi lên đó quý vị. Và cái nhà bè được xây theo kiểu nhà cấp 4 và bằng gỗ sắt, mà phải là những loại gỗ sắt tốt để có thể chịu được nước và mối mọt. Và cái nhà bè ở Vĩnh Long này chủ yếu là nuôi cá diêu hồng, cá chim trắng, cá bông lau, cá lăng hơ, cá rô phi, cá ba sa, vân vân. Và nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên là cái người dân ở đây người ta cũng có lợi nhuận từ cái việc nuôi cá. Và cái nghề nuôi cá bè là như vậy, thì quanh năm sông nước thì được nối nghiệp từ đời này qua đời khác thì cũng vất vả đấy, nhưng mà nó gắn liền với cái người nuôi cá cực khổ. Nhưng mà cái nhờ vào cái nghề nuôi cá này mà nhiều hộ dân cũng đã thay đổi được cuộc sống. Và nếu trong tour mà có được cái tour mà nếu mà người ta cho lên thăm thì mọi người sẽ được nghe cái trải nghiệm của người nuôi cá ở đây, và có thể học được những cái kinh nghiệm và cái cuộc sống của cái người dân khi mà họ lên đên trên sông nước để mà mưu sinh. Bây giờ Hồng Phượng đã đến Cù Lao An Bình rồi nha quý vị. À wow, một cái khung cảnh rất là mát mẻ, cây trái sum suê nha quý vị.
Như vậy là Hồng Phượng vừa đưa quý vị vượt sông Cổ Chiên để đến với Cù Lao An Bình. Còn bây giờ, thời lượng video đã dài, Hồng Phượng xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồng Phượng kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nếu quý vị và các bạn thích video này, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Hồng Phượng nhé. Hồng Phượng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo của chuyến tham quan Cù Lao An Bình.